Mình chào tất cả các bạn, Quế xin chào toàn thể bà con. Cái video năm ngoái mà Quế có bảo là chặt cái gốc của cây mít này để cho nó ra quả ấy, thì năm nay nó vẫn chưa ra. Nó có ra quả một vài lần rồi, thế nhưng mà sau nó lại rụng với bà con và các bạn này. Nó lại rụng đi, bây giờ không đậu được quả nào thì thôi mình được phép gọi nó là không ra quả. Đây là những cái vết bâm của năm ngoái này. Đây bây giờ nó đã liền xẹo hết rồi. Đây, những vết bâm ở đằng trên kia cũng có này. Nó đã liền xẹo hết rồi mà sau nó cứ ra cái quả kiểu như là ra bói ấy, chứ chưa phải ra chính thức. Ra chính thức thì nó sẽ đậu thôi. Với lại cái cây này của mình là nó chưa đến tuổi, nó là mít ruột đỏ mà, thì nó trồng phải từ 4 đến 5 năm nó mới ra quả. Cái cây này mình mới trồng được có 4 năm, thì chắc là năm nay nó sẽ ra quả đấy. Thì bà con và các bạn cùng chờ nhé. Đây thì hôm nay mình muốn đưa bà con và các bạn sang thăm một cái cây mít mà mình trồng bằng hạt. À không phải mình trồng mà là bố mình trồng bằng hạt. Thì đây là một cái cây mít mật này, bên kia là một cây mít thái này. Thì hai cây mít này nhá, trồng cùng thời điểm nhau, cùng bằng hạt, cùng thời điểm nhau, thế nhưng mà cây mít mật đã ra quả rồi đấy nhá. Đây là cây mít mật này, còn bên kia cây mít thái thì nó lại chưa ra quả. Nó có ra quả nhưng mà nó không đậu, chứng tỏ là nó cũng chưa đến tuổi ra quả. Nếu đến tuổi ra quả rồi thì khả năng là nó cũng đậu đấy. Thì đấy, muốn chia sẻ với bà con và các bạn, nếu như mà bà con và các bạn mà muốn trồng một cái cây mít hạt, muốn trồng một cây mít hạt, có thể là bà con trồng mít mật hoặc mít dai, thì bà con mạnh dạn trồng được từ bây giờ 4 năm là nó sẽ ra quả đấy. Hơn 4 năm một chút. Mình cũng nghĩ rằng là cái cây mít mật với lại mít dai ấy, là trồng nó phải từ 5 đến 7 năm nó mới ra quả, nhưng mà đấy, hơn 4 năm một chút là nó đã ra quả rồi. Ổn áp mà. Thì bà con có thể là trồng, không cần phải mua giống ở đâu cả, bà con cứ xin hạt về trồng. Bà con ra chợ bà con mua đến một cái quả mít mà nó mít mật ấy, bà con thích ăn mít gì thì bà con mua loại mít đó về, rồi sau chúng ta lấy hạt, chúng ta trồng 4 năm thôi là nó ra quả rồi. Đấy. À cái cây mít thái này này, khả năng là nó không ra quả được là vì cái con dê này của mình nó cắn cái vỏ. Đây này. Nó cắn trầy chuột hết cái vỏ này cho nên mình phải ốp nó vào. Thì cái cây này nó bị thương đây. Đấy, nó bị thương mà các bạn ạ. Cho nên là mình nghĩ là cũng vì lý do này cho nên là nó không thể nào mà ra quả được kịp so với cái cây này. Còn nếu không ấy thì cũng tầm 4 năm, mít trồng hạt là tầm 4 năm ra quả. Thì cái vụ đầu tiên là mình cũng muốn giữ lại cái quả để mà quay video, cho nên là để lại hơi nhiều, quả nó không được đẹp. Còn nếu mà chúng ta để ít ấy thì nó cũng sẽ đẹp đấy. Với lại cái bản thân của cái mít mật này này, là cái quả của nó cũng không được tròn như là mít dai hay là mít thái đâu. Mít thái thì quả nó tròn hơn, nhưng mà mít mật này thì kiểu lúc nào nó cũng thế này, nên nó cứ méo 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 méo. Đầu tiên cái lúc trồng ấy, bố trồng hạt để nó gieo thành cây, sau năm mai mình lấy cây giống mình làm video ấy, thì sau mình làm video không hết. Tức là ngày trước ấy mình có làm video chia sẻ với mọi người cái cách ghép cây mít ấy. Thì mình muốn ghép được cây mít thì mình lại phải ươm một cây mít lên, đúng không? Thì bây giờ là mình ươm rất nhiều và bố cũng có lấy hạt ươm giúp mình nữa. Ươm cũng khá nhiều, sau mình làm không hết, thế là bỏ lại hai cây này. Bỏ lại hai cây này là không dùng đến, thế là bố để ở đây. Thế là sau nó lên, bây giờ mình cứ tưởng là mít thái cơ. Bởi vì là ngày trước ấy, là ở quê mình là đa số người dân sử dụng mít thái là chính, ít khi có mít mật lắm. Thế không ngờ thế nào mà lại lẫn một cái hạt mít mật vào đây. Chắc là ai cho nhà mình cái múi mít mật để ăn ấy. Thì sau nó lẫn một hạt vào đây trồng. Đấy, hai cái lá mít mật với mít thái nó khác nhau rất nhiều. Nhìn sơ qua cái là đã nhận ra luôn rồi. Đấy, cái lá của cây mít mật ấy nó nhẫn tít này. Nhẫn, còn cái lá của cây mít thái thì là nó hơi sần sìu. Nó hơi sần sìu và nó không có bóng như là mít mật. Đấy, bà con các bạn nhìn thế này có thể thấy đúng không? Nhìn hai bên này khác hẳn bên này. Bên này lá nó có vẻ nó to hơn và nó nhăn nheo nhiều hơn. Bên này lá nó nhẫn hơn. Đây để mình zoom gần hơn cho bà con các bạn cùng xem nhé. Đây bà con các bạn thấy cái lá nó nhăn nheo hơn đúng không? Đấy, còn bên này lá nó nhẫn tít này. Đấy, lá nó nhẫn và cảm giác nó bóng hơn. Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng ta phân biệt cái giống mít. Lúc bé thì nó giống nhau lắm. Lúc bé khi mà nó mới lên thì nhìn giống nhau lắm. Đấy. Lâu ghê rồi thì mình cũng không quay video đăng lên kênh Nhà Nông Làm Vườn. Thì hôm nay có một mẫu video ngắn chia sẻ với bà con và các bạn là hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5.
đúng một năm là cái ngày mà mình chặt gốc cái cây mít kia, nó không có ra quả, nó chưa ra quả chứ phải không, nó chưa đến tuổi. Cây mít ruột đỏ sơ đỏ nó sẽ lâu hơn chút, nhưng mà trồng 5 năm là ra quả rồi. Bởi vì mình nhớ là mình có trồng cho Nhân một cây trước cái cây này khoảng độ 6-7 tháng thì cây của Nhân đã ra quả rồi. Thì cái cây này của mình là trồng sau 6-7 tháng thì mình nghĩ là thôi, cứ gọi là 6-7 tháng, gọi là 1 năm đi đúng không, thì là năm sau nó ra đấy. Hy vọng năm sau thì bà con các bạn cùng chờ mình xem năm sau nó ra hay không. À, và khoe với bà con các bạn cái này, đây là cái cây đào mà mình ghép này. Cái cây đào này nó là đào đào phai. Đào phai nó không có hoa, mà hoa nó không có đẹp. Thế là năm vừa rồi mình có cắt đi, cắt hết đi, mình ghép cho nó thành cái đào đào bích vào đây, với lại đào trắng. Đây là cái cành đào trắng này, mình xin cái giống đào trắng ở trên rừng về mình ghép vào đây thì nó đã niền rồi này. Đấy, còn bên này thì là đào bích này. Đào bích thì cái thân của cái đào bích nó cũng sẫm hơn. Còn đây là cái thân của đào trắng này, một nửa đào trắng, một nửa đào bích này. Đấy, mình ghép nó đã liền hết rồi. Chúng ta làm nhà lông này, chúng ta cứ chịu khó lẩn bẩn một chút, tự làm ra được những cái cây giống hoặc là tự chăm sóc được những cái cây ấy, nó phát triển đẹp cũng vui lắm. Thì hôm nay gọi là có một cái video ngắn ngắn gửi tới bà con và các bạn nhé, để cho bà con và các bạn biết rằng là Quế vẫn giữ cái kênh nhà nông làm vườn này. Nó là cái kỷ niệm của Quế, nó là cái công sức của Quế, và nó là những cái gì mà Quế muốn gửi gắm tới toàn thể bà con và các bạn, những cái kinh nghiệm mà Quế có thể học hỏi được, hoặc là Quế ăn mót ở một số những cái nhà vườn để chia sẻ tới bà con. Thế bây giờ xin phép bà con và các bạn là Quế kết thúc video đây nhé.